Xin chào các bạn. Thì hôm qua mình nói mình làm bản tra mà chưa có làm được, cho nên là mình giới thiệu với các bạn là một cái phần mềm cũng là thuộc trong những cái dạng là Hit Slot Calculator. Thì như hôm qua mình đã giới thiệu ha, là mình tính toán cái chiều dài của đường ống nhánh. Có hai trường hợp là đường ống nhánh lên dốc và đường ống ống nhánh xuống dốc ha. Thì đối với đường ống nhánh mà lên dốc ha, thì nó như thế này. Đây là chúng ta sẽ có là ống chính ha, là chúng ta sẽ tới ống nhánh lên dốc. Đơn giản nhất là chúng ta lấy là bằng ngang đây, ví dụ như thì cái này mình có cũng được, không có cũng không sao ha. Đây, lên dốc là như này. Đây là có một cái chiều cao cột áp và đây là chiều dài L. Thì cái phần mềm này nó cho phép á, chúng ta sẽ tính toán nó làm quy nhỏ như hôm qua mình nói ha, là một ẩn số và L. Ở đây là L nhỏ ha, L nhỏ là của cái ống nhánh ha, đi bao nhiêu là hợp lý. Ở đây là H, thì mình giải thích một tí xíu là về cái H ha. Ở trên đồng hồ các bạn thấy á, đây là cái đồng hồ đo áp này, đường ống đây ha. Trên đồng hồ các bạn thấy là thường mình bán cái đồng hồ là 5 kg trên cm vuông. Thì nếu mà nó chỉ ở mức độ là 2,5 kg đi, điều đó đồng nghĩa với lại là nó khoảng tầm 25 mét cột áp ha. Còn ở đây nó lên dốc bao nhiêu á, ở đây nó lên dốc bao nhiêu thì nó ví dụ như là lên dốc 3 mét đường ống nhánh ha. Thường thì lên dốc thì nó sẽ bị ngược, còn xuống dốc thì tốt mà bằng cũng tốt. Bị ngược thì tổn hao cột áp nó sẽ bị lên cao. Thì bây giờ mình sẽ tính thử cho các bạn xem nha. Mình tính trường hợp đầu tiên là ống 16, rồi mình điền vào đây ha. Ống 16. Ống 16 thì như các bạn biết là lâu nay mình vẫn hay thường tính nó là lưu lượng nó là 800 lít trên giờ ha. Từ cái video đầu tiên của mình đưa ra đó, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi, thì nó là 800 lít trên giờ là cái quy ha. Và cái L nó là khoảng tầm 30 mét. Thì hôm qua mình nói là mình làm bảng tra, nhưng mà cái mình lấy cái phần mềm này mình tính luôn cho các bạn cho nó dễ ha. Các bạn search cái phần mềm này ha. Đâu rồi? CH Play ha, mình vào CH Play nè. Sau đó mình search là tra ống thủy lực ha, và mình chọn cái phần mềm là Hydrowit, cái phiên bản miễn phí ha. Nếu mà các bạn muốn phiên bản có phí thì ở đây nó có cái phiên bản là có phí này, ở dưới này nè. Đó. Thì cái này 47 ngàn thì mình sẽ mua thôi. Đó, bây giờ mình mua này. Đó, mình mua luôn. Cái này mình không biết là mua là nó bao nhiêu tháng ha. Thì cái này mình nhập mật khẩu vô thôi. Thì lát nữa mình mua, chứ giờ nhập mật khẩu vô các bạn biết mật khẩu của mình ha. Này. Rồi, mình sẽ dùng phiên bản miễn phí. Các bạn dùng phiên bản miễn phí là được rồi. Thì cài đặt vào xong rồi chúng ta mở lên ha. Thì ở đây mình có để sẵn, ở đây là các bạn vào trong cái setting ha. Mình chọn đơn vị này là mét này. Elevation là mét này. Rồi pressure cũng là mét này. PSI thì quy đổi nó rất là cực, cho nên mình dùng mét. Mét thì quy đổi ra kg trên cm vuông, nó sẽ dễ hơn. Việt Nam mình hay dùng kg. Flow rate thì mình để mét khối cũng được, để
tay tính ống lớn cho nó dễ tiện luôn. Rồi diameter thì là mình dùng là mm ha. Rồi chiều dài ống là mét. Đó, vận tốc là mét trên giây ha, vậy thôi. Xong rồi mình trở về ha. Bây giờ mình sẽ tính nè. Đầu tiên là mình để là heat elevation change là phone là đổ dốc xuống ha. Là bằng 0 đi, mình cứ để bằng 0 đi, không cần phải có độ cao gì hết, rồi mình cộng sau. Heat load này là nó tự tính, các bạn bấm vào đây không có được. Còn vận tốc này thì mình không có không 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 để. Bây giờ mình sẽ tính với ống 16 thì chúng ta sẽ có cái ống 16 là đường kính của nó là 16 ngoài thì độ dày nó là 1 ly 2 thì đường kính trong nó sẽ là trừ đi 2 ly rồi trừ đi 0.4 ha là còn lại 13,6 mm. Và chiều dài chúng ta sẽ chọn là 30 mét giống như cái ở bên kia mình ấy ha, mình bấm calculator. Thì hệ số nhám ở đây là nó sẽ cho sẵn nha. Hệ số nhám nó sẽ cho sẵn. Chứ không phải là hệ số nhám nó là vì đây là bạn bấm vào đây thì nó sẽ báo lên là đây phiên bản miễn phí. Nè. Đây là phiên bản miễn phí nên không cho đổi. Thì ở đây là họ sẽ dùng là ống PE và ống PVC chung với nhau thì chúng ta có hệ số nhám là 0,003. Thì chúng ta tạm chấp nhận như vậy. Thì cái này mới là cái thông số quan trọng của ống ha, là thông số hệ số nhám K này. Đây các bạn nhìn thấy nó vẽ cái hình như chúng ta này. Đó, là nhám 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 răng 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 răng. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái flow rate này là mét khối trên giờ. Thì lúc nãy mình chưa có đổi là 0.8 ha, là 800 ha. Mình bấm lại là calculate. Thì nó sẽ ra là 6,8 mét là tương đương với 7 mét, thấy không? Tương đương với 7 mét thì chúng ta quay trở lại ở đây. Thì nếu mà cộng với 7 mét, ở đây 3 mét cộng với 7 mét ha, thì nó sẽ là 10 mét cột áp. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tại đây là đường ống 60 ha. Tại vị trí của đường ống 60 này đi tới đây, giả sử như tại trạm là 2,5 kg thì chúng ta đi một đoạn chúng ta phải tính sụt áp từ đây tới đây là còn lại ví dụ như là 2 kg, thì chân áp ở đây tới đây điểm này sẽ là, tại vì nó cao lên ha, thì nó sẽ còn lại là nó sẽ còn lại là 1 kg ha. Đấy, thì đây chính là cái sự thay đổi cột áp. Thì đương nhiên là với áp ở đây là 2 kg thì nó phải phun mạnh hơn ha, nó phải phun cao mạnh hơn, còn đây nó sẽ phải phun thấp hơn ha, nhỏ hơn. Đó, đó là chắc chắn. Cho nên là đối với trường hợp mà nó lên dốc như thế này mà 3 mét này, đương nhiên là khi bố trí thì chúng ta không không nên bố trí nó lên dốc bằng ngang hoặc là xuống dốc. Lên dốc thì lên dốc ít thôi. Bởi vậy mình hay nói là khi chúng ta chia ống nhánh á, giả sử như độ dốc là như thế này thì chúng ta sẽ chia ống nhánh như này. Ống chính sẽ nằm ở đây ha. Nó sẽ nằm lệch một bên. Thì ví dụ như 60 mét đi thì chúng ta sẽ chia ở đây là bên này là 20 hoặc là 15 mét, còn bên này là 40. Đó thì là chia theo cái dạng là 33% ha. Đó thì chiều dài ống nhánh nó sẽ đi như thế này, ống nhánh thì bây giờ nó sẽ đi như thế này. Đó. Thì tại 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 vị trí này là ống chính ở đây ha, là lên dốc một đoạn ngắn đây và xuống dốc này thì nó bù trừ, còn đoạn này lên thì nó sẽ ít thôi, thì ít xảy ra cái hiện tượng là bây giờ ví dụ chỗ này chênh lệch là 3 mét đi thì ở đây chúng ta tính ra cái sụt áp nó thấp thôi, nó cỡ 1 mét nữa là 4 mét thôi, còn ở đây là sụt áp nó xuống sấp xuống xuống sâu ha. Thì không biết là mình làm trên cái này không biết các bạn có thấy được cái con trỏ nó di chuyển không ha. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có ống
Đây hít lót ở đây là với chiều dài này bằng phẳng thì nó là 7 mét ha. Đó. Thì nếu các bạn giới hạn cái con số này nó giảm xuống này, hít lót này nè, nó bằng phẳng á, hít lót này mà giảm xuống thì chiều dài, một là chiều dài này phải giảm xuống, hai là cái lưu lượng nó phải giảm xuống ha. Thì ở đây là ví dụ như mình trường hợp là mình, bởi vậy là mình hay nói là ống 16 là mình đi là không quá bao nhiêu mét hoặc là không quá bao nhiêu đó lưu lượng. Như mình đổi cái này là 25 mét thì nó sẽ ra được là còn là 6 6 mét này, là 0,6 kg này. Đó, các bạn thấy không? Đó, nó thay đổi này. Đó. Thì chúng ta thay đổi cái thông số này hoặc là thông số này, ví dụ như mình đổi lại là ở đây là mình không thay đổi cái con số 25 mét mà mình đổi là nó là 30 mét và mình để là nó là giảm xuống đi 0,7 đi, thì tính ra nó cũng giảm rất là nhiều ha. Cái số 0,7 này ở đâu ra? Số 0,7 này á chính là cái trên cái ống nhánh này nè, nó sẽ ra các cái ống con ha. Các bạn đây là tính là thường thường là mình sẽ tính trên tổng chiều dài như vậy là nó sẽ dư ha các bạn. Các bạn biết tại sao không? Tại vì cứ mỗi lần là đi một đoạn thì lưu lượng nó sẽ giảm bớt đi. Cho nên lưu lượng trên toàn đường ống chúng ta tính là tính mạch chung nó là 800 lít này á, là nó sẽ là dư. Ví dụ tới đây là nó còn không này, ở đây là còn 400 lít này. Thì cái việc đó là chúng ta tính dư hơn thiếu ha, thà tính dư là hơn thiếu đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính là bao nhiêu béc trong trường hợp này ha. Ví dụ như chúng ta cân đối là ok, chúng ta đã ra được cái con số là 30 m và đi 800 lít thì nhiều quá, thì chúng ta sẽ lấy là 600 lít đi. Thì chúng ta quay về béc với chiều dài 30 mét này thì dùng béc gì? Thì chúng ta sẽ sử dụng béc đó làm lấy 600 ha, chia cho ví dụ như béc 60 lít thì nó sẽ ra 10 béc. Chúng ta lấy 10 béc, chúng ta áp lại với chiều dài này, chiều dài 30 mét này này, coi thử có đúng không. Thì 10 mét mà chia cho 30 mét này thì nếu mà chúng ta sử dụng là thường là nếu mà khoảng cách 3 mét á, thường thì chúng ta sẽ đi giữa hai hàng là một đường ống thì nó lại không đúng ha các bạn. Đó là lý do là vậy. Ở đây là 1 2 3 4 5 này, đây là 10 béc này các bạn. À, dư à. Đó. 1 2 3 10 béc ha, 10 béc 60 lít đi. Thì nó ra là 4 khoảng, thì đây 30 mét mà các bạn chia cho 4 khoảng ha là ra 7,5 mét. Đó. 7,5 mét thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là 7,5 mét thì lúc nãy mình nói đây là khoảng cách 333 thì mới có 12 mét thôi. Tại vì thường là khoảng cách 33 thì chúng ta đi giữa hàng ống, còn 7,5 mét á là nó rất là xa, thì thường là chúng ta đi mỗi hàng mỗi ống. Cho nên thông thường là 30 mét này nó sẽ ứng với lại các cái dòng cây mà nó có cái khoảng cách là trồng là 6 mét ha. Đây 5 cây ha. À, 6 6 4 2 4 ha. Hoặc là 7 mét. 7 4 2 8. À, ứng với lại béc 60 lít ha. 60 lít thì chúng ta sẽ sử dụng một góc 2 béc. Đó. Thì nó mới tưới đủ được với cái diện tích này ha. Diện tích này là 7 mét là rất là lớn luôn. Tưới rộng như này này. Đó, nó mới giao thoa được với nhau. Đó. Thì chúng ta từng bài toán một chúng ta sẽ lựa chọn cụ thể cho nó phù hợp với nó.
Tương tự như vậy với ống chính thì mình sẽ làm lại cái video, một cái video khác về cái đó ha. Hy vọng là tới đây là các bạn có thể hiểu được rằng là cách tính toán thủy lực ha, đối với hệ ống nhánh ha, như nào là nó phù hợp. Thì hy vọng rằng là với cái video này thì sẽ không còn một câu hỏi nào là đừng hỏi mình nữa, là câu hỏi là nếu mà hỏi thì mình sẽ quăng ra cái video này đó. Nó là câu hỏi là ống nhánh ví dụ như 20 hoặc 25 ha, 20 mili đi được bao nhiêu mét anh? À, đó, hoặc là thay vì gọi là đi được bao nhiêu mét thì gọi là gánh được bao nhiêu béc, ví dụ vậy. Cái câu hỏi, những cái câu hỏi này là câu hỏi là tra tra bảng, câu hỏi tra bảng. Mà tra thì các bạn buộc làm các bạn tự tính thì nó sẽ dễ hơn là mình tính, thấy không? Các bạn là trong đầu bạn là biết là cái đoạn đó là dài bao nhiêu mét và đi bao nhiêu béc ha, các bạn biết rồi, các bạn cứ tra vào thôi thì sẽ chọn là đường ở kính ống là bao nhiêu nha. Thì hy vọng là kết lại cái video này ở đây để các bạn hình dung. Rất mong là được sự phản hồi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ha.